Xin chào ngày mới quý vị khán giả. Ngày hôm nay ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ bao gồm thủ đô Hà Nội thì mưa sẽ bắt đầu giảm dần. Tuy nhiên trên vùng núi thì khả năng vẫn còn mưa lớn. Vì thế mà khi quý vị di chuyển ở các cung đường đèo núi thì hãy chú ý là chúng ta phải đi chậm và quan sát kỹ. Nếu mà thấy đất đá từ trên núi rơi xuống mặt đường thì tuyệt đối là không đi qua để đảm bảo an toàn.